Ấy cả nhà, hôm nay mình ra đây mình sẽ lấy trứng này về để trứng này là đây này, trứng này là trứng gà này cả nhà nhé. Đây còn trứng này là chị bảo là trứng trứng gà ác, không làm trứng gà ác, làm trứng gà thường thì thôi. Bỏ khẩu trang này, cái gì hết Covid rồi phải đeo. Đây này. Trứng này là mấy mươi chị ơi? Mấy mươi đây? 32.000 một chục nhá. 32 giá 30. Để vào. Giá rẻ thế. Giá rẻ cái gì nữa. Tinh vào. Đây mình sẽ lấy về làm trứng thối cả nhà này. Thêm 30 quả đây. Cái là toang luôn đấy. Và em về em làm sang năm mới ăn được cơ mà. Zoom lại người đẹp đang làm gì kìa. Ôi, bà Hạnh. Đấy, em bé 18 tuổi. Cứ đang cậm cụi vào cái gì thế? Zoom gần cho cả nhà xem nhé nữa nha. Xinh lắm. Đấy, úi dồi, nét đen nhỉ. 4290 là 132.000 à. Đây, cả nhà rất nhiều trứng nhá. Đây, mình lấy trứng gà này. Trứng gà tươi ngon đấy. Trứng thối đấy. Về để làm thành trứng thối cơ. Đấy, nó thế mới để đời, thế mới để. Bây giờ nói chung là nó lại thích ăn cái kiểu trứng thối thời ngày xưa. Đấy cả nhà. Mình đã vừa ra chợ đây này. Mình ra chợ và mình ra chợ vừa đấy cả nhà, mình mua trứng gà lần này. Mình lại chia sẻ lần này mình sẽ làm trứng thối bằng cái kiểu cách này nha. Đấy. Trước là mình làm trứng vịt không thành công. Đấy. Trứng gà ngon đấy cả nhà. Đây do mình xin nhà bà tươi đây. Đấy, hôm nay mình làm cái kiểu này. Bùn vừa mình đi lấy về đây này. Đấy. Đấy, bùn này. Muối này. Đấy. Bùn này. Do tí mình cho vào cái rổ sàng, cái rổ mình sàng đi. Mình lại trứng. Mình mua 30 quả của bà chợ, trong ngoài chợ, của bà Hiền ngoài chợ đấy. Đấy cả nhà. Đấy, bông ra đi, cái gì ngay. Đấy. Không phải không anh Nô. Anh Thiên Văn Lô. Nồi đẹp dài, nồi đẹp dài nhất nhà, tuyệt vời ngon trời. Cứ đi làm cái trứng thối đấy, thích ăn cái cảm giác kiểu giác như thế để xem nó thế nào. Tại bây giờ nó không còn gà ấp úng như ngày xưa đâu. Gà ấp úng ngày xưa cái quả nào mà nó không nở cả nhà không nhận đâu. Ngày xưa nó nhiều gà nó mới còn sót lại được. Thì mình lúc nhớ sợ nó nuột nó đen nó thối úng nên xì. Đấy gọi trứng úng. Và khả năng mình làm 20 quả được cả nhà, mình làm 20 quả đâu. Để xem nó có thành công không, nó phí lắm nó như thế, nó phí của rời đi. Cả như 10 đồng không có cả nhà không nhận đâu. Mình sẽ làm 20 quả, bây giờ mình bắt tay vào làm nhá. Đi xào cái rau này cho nhỏ ra này. Nhào với bùn với muối, thế là mình đắp từng nắm một. Trời buổi ra thế. Bụi quá. Mình sẽ bóp đều đi, mình cho muối vào. Còn bớt này để ăn ngoài đâu, vợ về nó dán ăn, nếu làm thành công thì mới ăn ngon, ăn được thì mới làm nhiều cả nhà. Mà mọi anh em thưởng thức là trứng thối ngày xưa, trứng thối đen, xem có ý là anh em nào ăn được thì... Đó. Đó. 20 quả rồi, nên là mình làm thí nghiệm 20 quả rồi. Hay mình cứ để đây cho mình phủ cái gì để tí đi mình mang ha. Đi cái chỗ là dâm mát mình để cho cả nhà nha. Đấy. Trứng đắp bùn, muối, giò. Đấy, là bao giờ là khoảng độ 2 hoặc 3 tháng rồi mình mang ra cho nha cả nhà. Phải 3 tháng đi. Đấy. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một ngày mới. Bây giờ nó cũng phải vào 9:30 10 giờ trưa rồi, đang mưa to quá. Hôm nay là mình lại chia sẻ sau một thời gian làm cái món trứng gọi là đắp bùn đất muối đấy, cả nhà cũng được vài tháng rồi. Nói cho chính xác nó phải tầm cỡ chắc là 3 tháng, hơn 3 tháng rồi đấy. Mình không khoảng cái tầm đấy thôi. Đấy là mình làm cái kiểu đấy. Hôm nay là mình cũng mưa gió này nó tiện thể là mình cũng lại làm luôn. Bữa cơm trưa không biết mang ra nó có thành cái trứng thối không hay là nó thành trứng muối đấy cả nhà.
Bây giờ mình sẽ lên trên kia, mình để trên kia mà. Đấy, ngay lúc đang mưa cả nhà. Nhà trên này đang hát karaoke, mình trích đoạn nhanh. Cả nhà nhìn cái cây rau xà lách của mình tốt chưa? Có mưa cái tốt ngay nhỉ. Mấy tí nữa nên mình cấu cái ít ăn đấy, tốt rồng tốt um. Nó mưa ngay tốt ngay, rồng một cây này. Đấy. Còn tí mưa cái cây nó hồi ngay. Đấy, cả nhà mình thấy bốn cái cổng ngã không? Còn hai cây hồng. Trồng hai cây hồng hai bên nó uốn đấy này. Rất tốt. Đây là cái cây nghệ. Đây cái chum rượu của mình. Chum rượu này lúc nào mình sẽ được vài tháng nữa thôi, mình sẽ chia sẻ cả nhà sau nhé. Đang mưa cả nhà. Mình hãm nước lại hãm nước mưa đây. Mưa to quá. Chỗ này là mình nập cái bằng cái tấm nhựa ánh sáng này. Cho nó mưa cho nó có cây cối cho nó tốt, cây rau thơm của mình nó tốt ý. Trên cái trần bếp của mình nhé. Bây giờ mình sẽ mang xuống kia, mình sẽ bê xuống kia cho cả nhà nha. Bê kia xong bắt đầu là mình bở đất ra, không biết nó có thành thối hay là thành trứng muối. Tại mình làm này bảo có người họ thấy thành trứng muối mất rồi. Đấy, mình chưa có kiến thức làm trứng thối mà. Làm thối thối ung như đấy nhưng mà chưa có, nên là tí nữa mình xuống kia bắt đầu mình bóc ra để chia sẻ cả nhà xem nhá. Rồi. Mình đắp từng quả ăn quả một. Đấy cả nhà. Ôi, quả này đúng, nếu mà đúng quả này mà. Nhưng mà nó thối thối mất rồi. Ôi, nó nổi rồi là vứt rồi. Quả này bị khi dập chắc mình bóp mạnh quá. Bọc đất này, với lại muối này, cái do này, do ra nhưng mà tươi xin này. Mưa quá. Đấy cả nhà, mình đã rửa sạch rồi. Trời vẫn đang mưa to quá cả nhà. Vẫn đang mưa to ghê. Mình đã rửa sạch rồi, thế là 20 quả thì vỡ một quả gọi là cực thối luôn. Đây, còn 4 quả này tí nữa mình phải cho túi bóng. Để nếu mà luộc thì nó mà có lỗ ra thì cả làng phải bỏ làng để đi mất. Đấy như thế. Đây còn xem những con quả này nhá, mình chia sẻ xem là nó như thế nào. Không biết thành trứng muối hay trứng thối. Trứng gà nhá. Đấy. Đây con này. Không biết còn cách nào làm cho nó ung nữa, ung muốn làm nào nó ung xanh thôi. Không nói nhiều, bây giờ đi luộc nhá cả nhà nhá. Luộc cái này cái bảo kỹ thuật đó. Luộc đom đom nửa rồi. Lên nửa. Này nào. Nó nổ thối lắm cả nhà. Đây mình xào một tí mà tay người thối quá. Kinh người đấy, được cái thối như thế mới là chuẩn đấy, nhưng mà khi luộc thì nó có được không, nhưng mà những cái quả kia mình tin chắc là không được, tại vì là thấy mấy người bảo là mình nói chuyện là cái họ còn làm cái kiểu đấy thành trứng muối mất rồi. Đấy cả nhà nó khổ thế. Thời buổi đấy, trứng ung thì không trứng ngon ngon lại làm thành trứng ung. Ăn đỉnh chưa, ăn vừa rồi ăn hết một lọ bé rồi, về lọ này thơm phức luôn. Mở thơm nó nấu cái loại này nấu bất kể con loại dòng cá lươn chạch ốc ếch ngon lắm. Mình sẽ ăn hai cái loại mì này, đệ nhất phở bò, loại này có mùi gây lắm. Cái này là loại này là loại cái gì nhỉ, mì cung đình phở bò Hà Nội. Cái nhà này mình cắt phá ra hai cái gói mì này. Thực ra mì thì nó giống nhau. Cái mì này thì gọi là cái phở bò này gọi là cung đình phở bò Hà Nội. Cung đình phở bò Hà Nội thì mì nó cũng giống như là cái thằng đệ nhất phở bò. Hai cái này nó giống nhau tất. Nó khác nhau về cái gia vị thôi cả nhà. Nó khác nhau về cái gia vị này thôi. Tưởng cái mì nó thế nào. Đấy, mình buộc mấy quả trứng này này. Mình phải đun nhỏ nhỏ nửa cho cả nhà. Bây giờ cho nó mới thời gian nó mới nâu. Để cho nó chín đã, xong bắt đầu là mình sẽ mang ra mình bóc ra. Đấy cả nhà,
mình đã xong rồi, mình mang ra ngoài kia mình bốc nhá, nhỡ có quả nào nó thối thì nó tắc ở trong bếp này thì chết. 2, 4, 6 đây chắc là không không theo không mùi thì đúng là thành trứng muối thật. Đấy. Với cả nhà được 1, 2, 3 quả này là đen này, này cả nhà biết là nó như thế nào rồi đúng không? Mới quả đây, quả đây. Đấy. Là thôi rồi, có nghĩa là mình rút kinh nghiệm lần sau tí nữa mình chia sẻ tiếp nhá. Bây giờ cho vào để làm cho mì để ăn đã. Vừa ăn vừa chia trứng này. Cả thối luôn, nhưng mà được như này gọi được 50-50 được cả nhà. Còn làm cái gì khác đây này, trứng này. Rồi ăn kèm là măng ớt của mình này. Sau xả nách của nhà mình rồng đấy. Cái rau thơm rồi mình rồng rửa sạch sẽ rồi. Và một cốc rượu, thế là một bữa trưa của mình thế là ngon lành. Mình chia sẻ đây là cách làm trứng thối, nhưng mà không được đạt lắm cả nhà. Thối đen như này mới là đúng rồi. Nhưng tóm lại là thua hết cái này, tự nó ấp ngày xưa ấy cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn cơm cùng mình nhá. Bữa trưa này chia. Đấy, mời cả nhà. Kiêng chúc mừng cái món trứng là được 50-50 rồi cả nhà. Mình chia sẻ này. Đây. Cái quả nào thối thì nó đen này. Mình sẽ review trước tại mình khoái món này này, đen thối cực thối luôn này. Quả này đúng là trứng thối, trứng ung này. Mình tả cái vị này có cái ai mà các bạn ăn rồi thì biết không? Nó thối, nó cay, nó sồng lên mũi này, nó sồng lên này. Nó cay cả nhà. Đây có cái quả này vừa mình thử nhưng mà ăn nó vẫn mặn, đúng không? Thành trứng muối rồi. Mặn đây này, còn quả thối đen thì này. Đấy. Rồi, thế là cũng là ok rồi cả nhà. Mì chưa mất rồi. Ăn lòng trắng thì nó hơi nhạt cả nhà. Wow. Thưởng thức quả trứng thối này chưa này. Đấy cả nhà. Đen này. Đấy cả nhà. Thối cay này. Mà nhưng vẫn đậm. Chính đó là thành trứng muối đó. Ngồi chuyện mấy ông bạn không bảo thế thành trứng muối mất rồi. Được một vài quả này thôi, chứ quả nào thối không nói đúng là thối là nó nổi chuẩn, có kinh nghiệm. Còn ai còn cái cách nào làm trứng thối ung bảo mình nhé. Dập cá xả nách này của mình dòng. Mặn quá các em. Đây là cái nhà này. Đây nó phải như thế này mới là thối này. Nó thối, nó đắng, nó sồng lên mũi như là mù tạt đấy. Đấy mà làm được như này, làm được này mới là quý. Nhiều người bảo làm được là làm cho xin mấy quả. Đấy, ăn có ruồi vào ngay. Mời nhà. Không biết làm cách nào thì nó thối 10 quả như 10 nhỉ. Mình cứ chưa làm, chưa ăn sợ đói. Mình làm video nhé, mình muốn cho nó đầy đầy.
quả trứng này thì nó không thối nhưng nó đậm. Còn cây nhà lá vườn cả chịu có rồng ở nhà, cái chặt hẹp giống mình ấy, xa lách này rồng rất dễ. Không thối thành trứng mặn. Thành trứng đậm thế mới to. Vâng, ngon không? Vâng, ngon không? Nô ngon không? Không. Đây là cái bột nhá. Đấy. Không ngon đấy. Nằm ngon đấy. Ngoan, bảo ngoan nằm. Quả bình thường vẫn bình thường chứ không rồi, nhưng mà ăn nó hơi mặn, thành trứng muối. Mấy quả thối cay nó nồng.
Ui no quá nhỉ. Mình chơi một gói là chơi hai no quá. Thế hôm nay mình chia sẻ này cả nhà nha. Làm trứng thối nhưng không thành công được 50-50 đâu. Đấy, 3-6 quả, những quả nào nó hơi mà nổi thì đúng quả đấy là thối thật. Nhưng đấy mình làm muốn làm cái trứng thối trứng ung ngày xưa đấy cả nhà. Trứng ung ngày xưa gọi là gà nó cứ ấp hỏng đấy, răng nó mơ ăn được cái. Cho nên là những cái ngày xưa nó đói khát. Nghĩ đến cái đấy mình cũng nản, các cụ mà miếng ngon nhớ đâu đòn đâu đau nhớ đời. Bây giờ mình lại làm lại. Còn thực ra trứng này ai ăn đúng không? Bây giờ thời buổi có điều kiện, nhưng mà nhiều người thích ăn thế này, nhưng đây không phải là mình thích ăn mà mình làm để này nọ đâu, mình làm để xem con làm được cái kiểu trứng thối như thế không, để chia sẻ cả nhà chúng tôi con làm được hay không, nó có giống trứng thối ung tự nhiên nó thua hết là tự nhiên cả nhà. Thôi mình sẽ chia sẻ nó là như thế. Video nó thời lượng nó dài lắm cả nhà. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip vẫn là hay, cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nhé. Biển chuyên về kênh, chuyên về làm về ăn nhậu mà. Hẹn cả nhà nữa sau nhé. Yêu cả nhà rất nhiều.